Tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là bộ thử kín điều hòa của bằng đồng 103 chi tiết. Với cái bộ thử kín 103 chi tiết này thì nó sử dụng cho rất nhiều loại xe, sử dụng được cho hệ thống lốc này, dàn nóng, dàn lạnh. Đây chính là hình ảnh tổng quan của cái bộ thử đấy. Với cái bộ này thì anh em cầm nó rất là đầm tay luôn. Trong bộ này thì nó cũng bao gồm là một cái mở ti lạp này, và các cái gioăng và các cái đầu ti để thử cho các cái dòng Ford, dòng DU, dòng Captiva đó. Và đây là các cái mặt để chúng ta giữ, để có thể thử từ dòng Ford, dòng châu Âu, dòng châu Á đấy. Và mỗi trên mỗi một sản phẩm này thì anh em để ý nó sẽ đều có cái mã để tương ứng với cái mà chúng ta sử dụng cho những dòng xe nào. Thì đây là cái tờ để hướng dẫn cho anh em. Ví dụ như với cái bộ sản phẩm 103 chi tiết này thì chúng ta sẽ sử dụng ví dụ như dòng Toyota này, dòng Lexus, dòng Honda, Nissan, Subaru, Mitsubishi, rồi Captiva Z, rồi nó rất là nhiều. Thì nó sẽ sử dụng các cái mã này từ 1242 đến 1239, 1252 đến 1238. Tức là lốc thì sẽ sử dụng mã nào, dàn nóng sẽ sử dụng mã nào và dàn lạnh thì sẽ sử dụng mã nào. Đây ạ, có thể nói với cái bộ này thì nó khá là đầy đủ cho chúng ta. Từ dòng Ford này, Jaguar này, rồi Kia, Hyundai, Volkswagen, Audi, BMW, Merc, Land Rover này, rồi Volvo này, đó, Mazda, rồi Hải Mã, rồi Đông Phong, Trang Long, rồi một số dòng xe của Trung Quốc nữa, rồi PND, rồi đây Đông Phong này, Jack này, rồi dòng xe Rolls-Royce này, rồi dòng xe Porsche đó. Với những cái tiện dụng của nó thì không cần nói, thì anh em cũng có thể thấy là khi mà nhà sản xuất người ta nghiên cứu và để sản xuất ra cái sản phẩm này thì nó mang lại sự tiện lợi rất là lớn với anh em. Bởi vì sao em nói thế? Chúng ta không phải mất công hàn chế rất là nhiều, mà đôi khi hàn chế thì nó cũng không đạt được tiêu chuẩn. Với cái bộ này này, từ các cái gioăng, các cái đường của nó cũng khá là kín. Khi mà chúng ta đưa vào cái mặt này, chúng ta ép vào cái sản phẩm, ví dụ như mặt lốc này, đó, mặt lốc này và mặt dán nóng, thì chúng ta có thể thử lén khá là ok. Với các cái bộ sản phẩm này thì anh em có thể thấy nó cầm nó rất là đầm tay. Đó là bộ sản phẩm bằng đồng đấy ạ. Đấy, đây anh em có thể thấy này, rất là đầm tay luôn. Thì vừa rồi là em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái bộ sản phẩm, đó chính là bộ dụng cụ thử kín chuyên dụng sử dụng cho điều hòa ô tô 103 chi tiết. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm, hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.